Các bạn thân mến, mấy ngày vừa qua, thông tin sắp ra mắt bộ phim Baby đến từ Hollywood khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Nhưng thay vì bàn tán nội dung phim đặc sắc ra sao, thì người người lại nói ra nói vào việc Cục Điện ảnh Việt Nam cấm chiếu bộ phim này trên toàn quốc. Lý do đơn giản là vì trong bộ phim Baby của Hollywood có xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò trên Biển Đông gây tranh cãi suốt thời gian qua. Nó đã được vẽ ngang một cách khéo léo, hòng qua mặt người xem kém tinh ý, nhưng lại chẳng thể nào qua mắt được các nhà kiểm duyệt có con mắt tinh tường của Cục Điện ảnh Việt Nam. Theo đó, có rất nhiều người cho rằng sự xuất hiện của tấm bản đồ này đang chứng tỏ một điều rằng kinh đô điện ảnh Hollywood đang cố bợ mông Trung Quốc chỉ vì doanh số tỷ đô. Họ đang cố tình làm điều đó để lấy lòng người dân nước này và kéo cả bọn đến rạp ngay khi mà bộ phim công chiếu. Vậy thì thực hư ra sao? Hollywood có thật sự là quá chiêu trò như thế hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay sau khi mà các bạn đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé! Vâng, theo thông tin lan truyền gần đây cho thấy bộ phim điện ảnh Baby của Mỹ là một tác phẩm được lấy cảm hứng sáng tạo từ những cô nàng búp bê Baby do hãng Mattel phát triển suốt nhiều năm qua. Sự ra đời của nó được xem là một bước ngoặt quan trọng trong ngành công nghiệp sản xuất búp bê của Mỹ. Vậy nên phim được đầu tư với kinh phí cực khủng lên đến 100 triệu đô la. Được biết là người viết kịch bản và là đạo diễn cho phim Baby chính là bà Greta Gerwig. Trong phim có sự góp mặt của dàn diễn viên toàn là những ngôi sao lớn như là Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey và Rimu Liu. Tuy nhiên thì nó đã chính thức bị cấm sóng tại Việt Nam bởi vì có hình ảnh của đường lưỡi bò phi pháp do Trung Quốc áp đặt lên Biển Đông. Cụ thể hơn, chính ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam đã xác nhận với VOV2 rằng bộ phim Baby sẽ không được công chiếu tại tất cả các cụm rạp ở Việt Nam vì hình ảnh phản cảm. Còn theo giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định và Phân loại phim truyện quốc gia Việt Nam thì cho hay, tất cả các bộ phim do các nước khác sản xuất dù có nguồn gốc khác nhau, nhưng khi đưa vào Việt Nam để trình chiếu thì nó bắt buộc phải tuân theo luật pháp của nước nhà. Cho nên, dù bộ phim Baby có sức hấp dẫn khó cưỡng nhưng nó vẫn bị cấm sóng tại Việt Nam vì động chạm đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ của nước ta. Thông tin trên hot đến nỗi là không chỉ các trang báo lớn nhỏ tại Việt Nam đưa tin mà còn rất nhiều các tờ báo quốc tế khác đồng loạt cho đăng tải trên trang tin của mình. Nổi bật nhất có thể kể đến các hãng thông tấn quốc tế uy tín như The Guardian, Bloomberg, Reuters, Variety, Deadline, SCMP. Ngoài ra còn có BBC, The Independent, NBC News, France 24, Quartz và Far Out Magazine. Nhiều người cho rằng Việt Nam chúng ta đang PR miễn phí cho bộ phim của Hollywood vì đã vô tình làm dậy sóng dư luận khiến cho nó nổi bần bật trước khi chính thức ra mắt. Trong khi dân chúng trong nước ủng hộ quyết định của Việt Nam và kêu gọi tẩy chay phim Baby thì người dân đại lục lại tỏ ra vô cùng háo hức. Thậm chí là có người còn nói rằng mình nhất định phải xem bộ phim này để biết ngô khoai ra sao mà khiến Việt Nam nổi đoá đến thế. Riêng những khán giả trung lập đến từ Mỹ và các quốc gia khác thì lại bày tỏ sự khó hiểu của mình trên các trang mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter và YouTube. Họ không hiểu vì lý do gì mà một bộ phim mang phong cách nhẹ nhàng và hài hước như Baby lại có thể dính dáng đến một khu vực tranh chấp địa chính trị cực nóng như Biển Đông đầy. Ngoài ra, còn có không ít cư dân mạng quốc tế cho rằng Việt Nam không hề sai khi đưa ra quyết định vừa qua. Họ nghĩ là các quốc gia khác như là Brunei, Indonesia, Philippines và Đài Loan cũng nên cấm sóng bộ phim này vì những nước ấy cũng đang tranh chấp Biển Đông gay gắt với đất nước tỷ dân. Họ thậm chí còn bày tỏ sự khó chịu ra mặt với nhà sản xuất phim Baby rằng một câu hỏi móc câu là tại sao người xem Baby lại cần phải biết Biển Đông nằm ở đâu? Tại sao nhà sản xuất bộ phim này lại là một điều vô bổ và không cần thiết thế kia? Đứng trước câu hỏi đó thì người ta đã đặt ra một nghi vấn rằng phải chăng đây là một động thái cố ý cho thấy Hollywood đang cố chiều lòng khán giả Trung Quốc. Họ muốn gây thiện cảm cho người dân nước này trước khi công chiếu rộng rãi để dễ dàng thu về doanh số khủng của mình. Vâng, mặc dù chúng ta không thể khẳng định được mối nghi ngờ trên có đúng hay không, nhưng nếu theo dõi những bộ phim Hollywood từng xuất xưởng trước đó như Người Tuyết, các bạn sẽ thấy kinh đô điện ảnh của Mỹ có một truyền thống lâu đời trong việc nịnh bợ Bắc Kinh. Hầu hết các bộ phim do Hollywood sản xuất đều tránh nhắc đến các vấn đề nhạy cảm đối với nước này để được cấp phép công chiếu tại đó. Chẳng hạn như việc các nhà làm phim Hollywood ngày càng hạn chế những hình ảnh khỏa thân, bạo lực và những phân đoạn mô tả về quan hệ đồng tính luyến ái trong các bộ phim của mình. Họ còn bỏ công ra để thay đổi những kết thúc phim sao cho nó dễ dàng được chấp nhận hơn đối với người xem tại đây. Chính một nhà sản xuất điện ảnh nổi danh của Hoa Kỳ đã từng thừa nhận rằng
Thị trường điện ảnh Trung Quốc là một thị trường lớn thứ hai thế giới với dân số đông đúc lên đến hàng tỷ người. Vì vậy, nó đã nhanh chóng khẳng định được vị trí hàng đầu của mình trong năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid hoành hành. Cho nên, những nhà làm phim Hollywood ngày một quan tâm đến việc phải làm thế nào để bộ phim của mình được các nhà kiểm duyệt ở Bắc Kinh đón nhận nồng nhiệt nhất. Những động thái trên của Hollywood không khác gì việc các xưởng phim của Mỹ a dua theo Trung Quốc. Họ đã bỏ qua lợi ích của nước nhà và của các quốc gia khác chỉ để chiêu lòng đại lục mà thôi. Đứng trước tình cảnh đó, giới làm luật của Hoa Kỳ đã cho ra đời một đạo luật hạn chế việc hợp tác giữa chính phủ Mỹ với các xưởng phim trong nước từng biên tập hoặc thay đổi nội dung phim theo ý muốn của Trung Quốc. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, hãng phim đó thậm chí còn bị cấm hợp tác với chính phủ nước nhà. Từ những gì đang diễn ra có thể thấy rằng vấn đề tranh chấp Biển Đông đã không còn là một câu chuyện được gói gọn trong lĩnh vực chính trị, quân sự và ngoại giao. Nó đã và đang xâm lấn các nhà lĩnh vực văn hóa với những bộ phim điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Hiện có rất nhiều nhà làm phim và những người có tên tuổi trong ngành giải trí sẵn sàng bóp méo sự thật vì những lợi nhuận và lợi ích khổng lồ. Nhưng nếu nói một cách công tâm thì không phải bất kỳ người làm nghề nào cũng vì những con số mà bất chấp lẽ phải. Chẳng nói đâu xa, ngay tại Trung Quốc đây đã có hàng loạt những cái tên gạo cội không hề đả động gì đến vấn đề chính trị nhạy cảm. Họ thậm chí cũng chưa từng đưa ra bất kỳ một sự ủng hộ nào đối với những hành động sai trái của chính phủ mình. Nổi bật lên đó là những cái tên tuổi lớn như Lý Liên Kiệt, Cổ Thiên Lạc từng từ chối đăng tải bản đồ đường lưỡi bò trên tài khoản cá nhân của mình, bất chấp việc rất nhiều ngôi sao Hoa ngữ như là Trân Tử Đan ra sức lăng xê cho nó vào năm 2016. Nhưng đáng nói nhất là diễn viên và đạo diễn Châu Tinh Trì, người từng là thành viên của Hội Nghị Hiệp Thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, cũng từ chối làm điều sai trái ấy. Thế nên ông đã bị tạm dừng công tác và phải trao chiếc ghế này lại cho Thành Long. Tất nhiên, sau hành động rất đẹp đó, Châu Tinh Trì đã trở thành một thần tượng lớn của người dân Việt Nam và cũng có nhiều diễn viên Hoa ngữ khác bị mất điểm nặng nề trong mắt người dân chúng ta. Còn các bạn nghĩ sao về câu chuyện bộ phim Baby của Hollywood bị cấm chiếu tại Việt Nam và những lựa chọn khác nhau của các diễn viên Hoa ngữ? Bạn nghĩ gì khi mà Trung Quốc vẫn luôn có các hành động bài xích dành cho những người không muốn trở thành diều hâu giống mình? Hãy comment ngay xuống phía dưới video nhé! Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nha! Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà thân yêu! Các bạn thân mến, chuyện Hoàng Sa của Việt Nam là một sự thật không thể chối cãi được. Rất nhiều bạn bè và cộng đồng quốc tế công nhận duy chỉ có Trung Quốc là không. Và mới đây thì lại có thêm lưỡng viện tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ đưa ra các nhận định chuẩn không cần chỉnh về vấn đề nóng sốt mà mình vừa kể trên. Cụ thể hơn là theo như các thông tin được đăng tải trên trang Facebook của Việt Tân, thì tiểu bang này đã chính thức công bố bản chứng nhận đánh dấu 50 năm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị xâm lược bởi bọn Tàu Khựa. Nó đã được chính Chủ tịch Hạ viện Scott Saki, Chủ tịch Thượng viện Ronald Koshy, 30 đại biểu và hàng loạt những thượng nghị sĩ khác của tiểu bang Hawaii cùng ký tên ban hành lên trên. Đây được xem là một trong những thành công rực rỡ của cộng đồng người Việt tại Hawaii sau nhiều nỗ lực thu hút sự quan tâm của thế giới đối với hành vi xâm lược trắng trợn của Trung Quốc. Đây được ví như là một chiến công mang tính bước ngoặt của cộng đồng người Việt tại nước ngoài trong việc giành lại từng tấc đất, tấc vàng của Việt Nam. Nhưng nếu lật dở lại lịch sử 50 năm trước, bạn sẽ thấy những gì mà tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ đang làm sẽ rất mâu thuẫn với những gì mà chính phủ nước mình từng thực hiện trong quá khứ. Điều này khiến cho người ta đặt ra một câu hỏi to bự về mục đích thực sự của việc ban hành bản chứng nhận này. Và sự thật là như thế nào? Tại sao Hawaii lại tốt bụng đột xuất công bố bản chứng nhận đánh dấu 50 năm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị xâm lược cho chúng ta? Hãy cùng mình đi tìm câu trả lời trong video clip dưới đây sau khi mà nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Các bạn thân mến, trước bản công bố gây xôn xao của lưỡng viện Hawaii, cư dân mạng Việt Nam rất tò mò về cơ quan lập pháp này nên đã tìm hiểu đủ các kiểu. Và mình cũng không nằm ngoài số đó các bạn ạ. Nhờ vậy, mình đã biết được là lưỡng viện Hawaii là cơ quan lập pháp thứ 32 của tiểu bang Hawaii trực thuộc Hoa Kỳ. Vì vậy, những gì mà cơ quan lập pháp này đưa ra ít nhiều cũng đại diện được cho Nhà Trắng đấy ạ. Quay trở lại với bản công bố, chứng nhận đánh dấu 50 năm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị xâm lược. Lưỡng viện Hawaii đã ghi rõ rằng Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa từ thế kỷ 19 và vẫn đang kiểm soát nơi này khi bị nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xâm lược vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trong đợt xâm chiếm đó, bọn Tàu Khựa đã khiến 74 Hải quân Việt Nam Cộng Hòa phải về châu ông bà, ông vải đấy ạ. Vậy nên là các nhà lập pháp của tiểu bang Hawaii cho rằng việc Trung Quốc
tiếp tục tấn công và chiếm đóng hòn đảo Hoàng Sa là một hành vi vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Trung Quốc cần phải dừng lại ngay lập tức và phải giải quyết mâu thuẫn bằng phương pháp đàm phán ôn hòa cùng với các quốc gia thành viên khác. Ngoài ra, bên trong tuyên bố này, các nhà lập pháp cũng nhắc lại chuyện Bộ Ngoại giao nước mình đã nhiều lần bảo rằng các hành động mà Trung Quốc đang thực hiện chính là hành vi áp đặt tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp trên Biển Đông. Nó phá hoại nền hòa bình và an ninh trong khu vực nên cần được ngăn chặn ngay lập tức. Song song đó, cơ quan lập pháp tiểu bang Hawaii còn vinh danh tất cả những quân dân đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền dân tộc. Từng chữ, từng câu được ghi trong bản công bố này đều khiến Việt Nam chúng ta cảm thấy mát hết cả mặt và hả dạ vô cùng luôn. Cơ mà sau khi mà bị xúc động đậy quá đỗi thì nhiều cư dân mạng thông thái đã phải bừng tỉnh ngay khi mà phát hiện ra một sự thật động trời rằng cách đây khoảng 50 năm chính Hoa Kỳ là người đã ngấm ngầm bắt tay với Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Cả hai tay cáo già này đã đem Hoàng Sa của chúng ta ra mặc cả để thỏa thuận với nhau về các điều khoản có lợi cho mình mà mặc kệ dân chúng sống ra sao. Theo nhiều thông tin mật cho biết, vào thời điểm ấy, Mỹ đã thề với đại lục rằng hạm đội Thái Bình Dương của mình sẽ đứng yên để cho họ mặc sức hành động. Hoa Kỳ sẽ giả đuôi giả mù và không đả động gì đến hành vi cướp bóc trắng trợn của Trung Quốc cả đâu. Thậm chí mà Hoa Kỳ còn ra lệnh cho Việt Nam Cộng Hòa không được phép đưa quân tái chiếm Hoàng Sa để mặc cho Trung Quốc muốn làm tình làm tội gì cái hòn đảo này cũng được ấy. Chính vì vậy Hoàng Sa mới dễ dàng rơi vào tay của Trung Quốc đến thế trước một Việt Nam Cộng Hòa có sức mạnh, không lực được xếp hạng 4 thế giới. Cơ mà chuyện đáng nói đâu chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Trước và sau khi mà tiếp tay cho Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Mỹ còn mấy bận nối giáo cho giặc sau lưng Việt Nam chúng ta chỉ là vì lợi ích cá nhân của mình. Mấy bạn Việt Tân vảnh tai lên mà nghe cho rõ đây này. Lần thứ nhất là tại hội nghị Geneva của Mỹ, Trung Quốc đã thông đồng với nhau kéo ranh giới phân chia hai miền Bắc Nam Việt Nam lên vĩ tuyến 17, chứ nếu đúng ra là phải là 13. Lần thứ hai là vào năm 1973, khi Mỹ sắp sửa quay xe về nước, họ còn đặt bút ký vào thông cáo chung Thượng Hải với Trung Quốc để nghiền nát Hà Nội. Dưới sự hỗ trợ của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Nixon lúc đó đã phong tỏa cảng Hải Phòng, cho máy bay đánh sát biên giới Trung Quốc và giải bom khắp thủ đô suốt 12 ngày đêm. Vậy nên nhiều người nói rằng thông cáo chung Thượng Hải đã được viết bằng máu và nước mắt của người Việt Nam chúng ta, chứ không phải đùa đâu. Lần thứ ba là sau khi giúp Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa, Mỹ đã cùng với nước này ngậm máu phun người, vu cho người Việt Nam âm mưu thành lập Liên bang Đông Dương khi chúng ta cố gắng giúp đỡ Campuchia chống lại tập đoàn Khmer Đỏ do tàu khựa chống lưng. Lần thứ tư là trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, Đặng Tiểu Bình đã bắn tin cho Mỹ rằng Trung Quốc sẽ đánh cho Việt Nam chạy có cờ để thể hiện thanh ý của mình. Nghĩa là vào thời điểm đó, Hoa Kỳ vẫn còn thù Việt Nam chúng ta lắm lắm luôn. Ôi dồi ôi, vậy mà mới đây ấy, anh bạn này lại còn cao giọng lên án Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam để lòe bịp những người Việt Nam nhẹ dạ cả tin đấy ạ. Khéo mà mình không nói, chắc các bạn cũng tin sái cổ là Hoa Kỳ làm việc này hoàn toàn vì Việt Nam, vì nền hòa bình an ninh khu vực đúng không nào? Thực ra lý do chính khiến cho cơ quan lập pháp Hawaii đưa ra bản công bố chứng nhận trên là bởi vì họ muốn có được một cái cớ để ngang nhiên chống lại Trung Quốc ở Hoàng Sa nói riêng và Biển Đông nói chung. Chứ nếu không thì làm sao Hoa Kỳ có thể lệnh cho hạm đội của mình tẩn Trung Quốc như tử nếu anh bạn này dám manh động cho được. Bởi vậy mới nói cũng chính là cách để Mỹ ngăn cản Trung Quốc bành trướng tại Biển Đông, đồng thời làm giảm sức ảnh hưởng của kẻ địch tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung, nơi vốn được Hoa Kỳ đặt rất nhiều tâm huyết vào đó để lôi kéo thêm thật nhiều đồng minh. Còn nếu như mà nhìn sâu xa hơn thì các bạn không khó để nhận ra sở dĩ cơ quan lập pháp thứ 32 của Hawaii đưa ra bản chứng nhận này bởi vì lấy lòng Việt Nam chúng ta. Nói chắc ý, nhiều bạn là sẽ cho rằng là mình hơi phóng đại, nhưng làm gì có chuyện một nước lớn như Hoa Kỳ lại phải lấy lòng một cái nước bé tẻo teo như là Việt Nam chúng ta đúng không nào? Cơ mà, điều mình nói hoàn toàn có cơ sở đấy ạ. Các bạn biết không, vào tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã đến thăm Việt Nam và đặt vấn đề muốn nâng cao mối quan hệ chiến lược với Việt Nam. Nhưng mà với chính sách ngoại giao 4-0 rất là rắn, chúng ta vẫn tỏ ra hờ hững với lời đề nghị này bởi vì không muốn nghiêng về bất cứ phe nào trong cuộc chiến Mỹ-Trung đang quá là căng thẳng cả. Vậy nên sẵn đây, Hoa Kỳ cũng muốn thể hiện chút thành ý của mình để khiến cho Việt Nam chúng ta phải nhìn lại mối quan hệ đấy một cách nghiêm túc rồi đưa ra quyết định sau cùng. Chỉ cần Việt Nam gật đầu một cái rụp là y như rằng Mỹ sẽ phi đến ngay và luôn, cùng với bản hiệp ước có đầy đủ các điều khoản ở trên tay. Và một khi Việt Nam chúng ta ký vào đó, chúng ta sẽ trở thành đồng minh của Mỹ và mặc sức cho nước này đặt căn cứ quân sự tại các khu vực có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng. Và đối với Hoa Kỳ, điều ấy chỉ có lợi chứ không hề có hại, cho nên chuyện nước này hết sức nhiệt tình bênh vực Việt Nam về vấn đề chủ quyền lãnh thổ cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
Còn các bạn nghĩ sao về chuyện Hawaii đưa ra bản công bố chứng nhận đánh dấu 50 năm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị xâm lược? Hãy comment ngay bên phía dưới của video nhé!